Ok, mọi người hỏi anh là anh đi đến Mỹ theo diện gì, đi ngắn hay đi dài hay đi 1 năm hay đi mấy tháng, thì bây giờ anh cũng trả lời cho mọi người luôn. Anh đi theo Mỹ theo diện là K1 visa, là diện hôn phu hôn thê á mọi người. Nhưng mà anh để nói cho mấy bạn biết một bí mật là anh rớt visa du lịch 3 lần, bị hủy cái lịch phỏng vấn 1 lần là bởi vì do dịch. 4 ngày, chỉ cách 4 ngày tới dịch, tới cái lịch phỏng vấn của mình thôi là bị lockdown ngay Sài Gòn. Thì mấy bạn cũng biết lockdown tới 4 5 tháng luôn. Xong rồi hả, tới cái lịch phỏng vấn tiếp theo thì con rất là sợ luôn mọi người, rất là sợ là bởi vì sợ lockdown hay là bị một cái gì đó nữa, thì bị được phỏng vấn lần đó nhưng mà bị giấy xanh. Nghĩ chắc không ai số nhỏ như mình đúng không mọi người, không một ai số nhỏ như mình. Xong người bị giấy xanh là tức là chưa phải rớt, mém rớt thôi mọi người, cái đó gọi là mém rớt. Xong cuối cùng phải về chuẩn bị lại 1 lần nữa, nếu mà lần này rớt là tiêu rồi đó, không có giấy xanh với ơ giấy đỏ gì hết đó. Thì lần này cũng quyết tâm phải đậu. Thì đó, ngành ở đây là mấy bạn biết cũng cũng đậu ấy, nhưng mà nó mất khoảng 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi để được đến đây mọi người, từ cái lúc mà ngành apply cho visa hôn phu hôn thê diện K1 á. Thường á mọi người sẽ nghe diện K1 nó sẽ mất khoảng 6 đến 8 tháng, lâu hơn là 10 tháng hoặc là 1 năm, đúng không? Là lâu lắm luôn rồi đó, tại vì anh em 10 tháng là lâu nhất. Bởi vì hả, diện diện kết hôn á thì là 1 năm, là lâu hơn cái gì mà đính hôn. Thì Ngân với ổng mới chọn cái gì mà đính hôn để mà hả cho nó nhanh hơn đó mọi người. Nhưng mà cuối cùng là nó 3 năm luôn mọi người, 3 năm hơn luôn chứ không phải 3 năm nữa, tính 3 năm cho chẳng thôi á, chứ thiệt ra là 3 năm rưỡi luôn rồi mọi người. Mà rớt 3 lần visa du lịch. Bởi vì sao? Bởi vì liên cùng một lý do là đi tới Mỹ để gặp ổng, tại vì từ khi mà con gặp gặp ổng á là lần đầu tiên con cũng apply cho visa du lịch Mỹ luôn. Apply 3 lần cho visa du lịch Mỹ đều rớt. Người ta vô, bạn nào mà đi phỏng vấn du lịch Mỹ mà bị rớt á thì cũng đã biết cái cảm giác rồi, đi vô hỏi chỉ 2 câu hoặc 3 câu là hết rồi mọi người. Cái lần đầu tiên anh bị hỏi 2 câu là Hi, how are you? What's your name? And why you wanna go to America? That's it. And lần thứ ba thì cũng giống vậy, nhưng mà thêm 1 câu nữa là where's your boyfriend lived? That's it. So chỉ có là 3 lần là đó, chỉ có 1 2 câu rồi fail. Cho nên là mọi người sẽ cảm thấy là ủa, vậy cuối cùng là chuẩn bị quá trời giấy tờ bằng chứng rồi, để hả sổ ngân hàng rồi hình ảnh tất cả mọi thứ vô nghĩa, cho tới khi mà ngân cuối cùng là ngân cảm thấy là ủa, vậy 3 lần phỏng vấn du lịch là coi như là mình cũng cảm thấy là mình cố gắng hết sức, mình mang rất nhiều hồ sơ, mang rất nhiều giấy tờ bằng chứng nhưng mà vẫn fail bình thường. Cho nên là thôi quyết định là apply cho cái K1 visa để cho nó đảm bảo hơn, nó chắc chắn hơn. Nhưng mà cuối cùng là cũng là 3 năm nha mọi người, bởi vì dịch, từ khi bắt đầu apply là bắt đầu bùng dịch xui dã man luôn á, nó nhỏ dã man hơn 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 nghĩ. Chắc không có ai mà apply cho cái K1 visa mà số nhỏ như ngân luôn á mọi người, không, chắc không ai luôn á. Xong rồi hả, để về còn bị giấy xanh, đến về khóc bù lu bù la. Nay mai con kể cho các bạn chi tiết hơn, nhưng mà giờ chỉ kể sơ sơ thôi đó, là ngân mất 3 năm mấy mới tới được đây, chứ không là chắc 3 năm trước mình đã ở bên Mỹ rồi. Thì đó, thì bây giờ đi qua bên đây theo diện hôn phu hôn thê thì ngân được 90 ngày để phải kết hôn với ổng. Thì nếu mà không kết hôn thì mọi người biết là đi về à, không, tại vì họ còn phải apply cho thẻ xanh nữa mọi người. Thẻ xanh cho nghe đó cũng mất nhiều thời gian, hên thì nhanh nhưng mà xui thì cũng lại lâu, cũng cả năm. Nhưng mà nhanh hên thì cũng có trường hợp là cũng có 1 2 tháng 3 tháng là có thẻ xanh rồi, thì có thẻ xanh lúc đó mấy bạn cứ đi đi về về Việt Nam bình thường. Nhưng mà trong cái thời gian mà chờ thẻ xanh thì các bạn phải bắt buộc ở lại đây, cho nên là nếu mà các bạn hỏi anh ở đây bao lâu thì không biết chắc chắn nha mọi người, cũng tùy vào cái thời gian giấy tờ nữa, cho nên là hên xui. Nên á là Ngân có rất rất là nhiều cái, những cái điều mà Ngân muốn chia sẻ cho các bạn luôn á, mà chắc là ở video tiếp theo mình sẽ chia ra theo từng mục để mà mình chia sẻ, để cho nó được chi tiết hơn đó mọi người. Kiểu tại sao phỏng vấn visa du lịch bị rớt, hoặc là chuẩn bị giấy tờ cho visa hôn phu hôn thê như thế nào, hoặc là để phỏng vấn hôn phu hôn thê như thế nào. Bởi vì cái lần cuối mà trước khi đạt được cái visa đi tới đây á, là Ngân không có đi trong cái tinh thần mà họ phỏng vấn kiểu vậy nữa. Hoặc là họ 3 lần rớt với lại 1 lần bị giấy xanh là 4 lần đi. 4 lần đó thì lúc nào cũng trong tâm trí tâm thế là lúc nào cũng hồi hộp lo lắng, là không biết giờ làm sao. Nhưng mà lần cuối cùng lại lần thứ 5 nha.
chắc chắn phải động, phải động, không cần biết, coi như là hả xuống xác luôn bây giờ hả, phải coi như là quyết chiến quyết thắng á mọi người, quyết chiến quyết thắng á. Tại vì nếu mà các bạn fail thêm một lần này mà kiểu như là đã hôn phun thêm là một cái visa cũng kiểu khá là chắc chắn, khá là đảm bảo cho mọi người đó. Mà visa du lịch đó thì nó còn mông lung, biết là có thể đậu có thể rớt thêm xuôi, nhưng visa này á, thì là đã hả đã phải kiểm tra hả background của các bạn, kiểm tra tài chính của hôn phun thêm các bạn, kiểm tra rất là kỹ, mà còn bị fail tới fail lui vậy là rất là mình luôn á, cho nên là lần cuối á, là phải chiến. Tại vì á, cái lần thứ tư là cái phần bị giấy xanh á, người ta cũng vô hỏi mấy câu y chang như phỏng vấn du lịch đó, mọi người cũng không có check cái bằng chứng của các bạn mang theo luôn, y chang cái lần phỏng vấn du lịch, không có check cái gì ở trong khi mang cả mớ. Xong rồi hả, sau cái lần giấy xanh là lần cuối cùng á, nó bắt buộc người ta phải nhìn luôn, ép buộc người ta phải nhìn luôn, kiểu như là bây giờ phải nhìn, bây giờ mà có phải rớt cũng phải nhìn kiểu vậy đó. Cho nên là nó cũng dramatic lắm. Nói chung là mọi người mà có thắc mắc về cái gì á, mà Ngân, nếu mà Ngân nhận được nhiều cái comment về cái chủ đề nào đó nhất á, thì Ngân sẽ làm về cái chủ đề đó cho mấy bạn trước, xong rồi những cái chủ đề sau thì Ngân sẽ chia sẻ. Nhưng mà Ngân cũng hy vọng á là không có bạn nào bị số nhỏ như Ngân nha, chứ 3.5 năm cho một cái visa Mỹ nó kinh khủng khiếp lắm mọi người, thời gian kinh khủng khiếp lắm, dùng phát 3.5 năm của cuộc đời của mấy bạn luôn á. Nếu mà thiệt sự á, mọi người hỏi mà yêu xa mà chờ kiểu vậy á được hay không, thì đây là bằng chứng là Ngân không làm được nha. Chứ thiệt sự á, là từ ban đầu Ngân ổng cũng không có nghĩ là mình đi tới được cái đường này đâu mọi người, cũng gãy gánh mấy lần đó mọi người cũng biết mà. Mỗi lần gãy gánh là hả ừ xì bùm lên, nên cũng gãy gánh giữa đường nhiều lắm, chứ không thể nào mà kêu mà ồ tao đợi 3.5 năm dễ dàng vậy là không có đâu mọi người, nó kinh dị lắm mọi người, cũng biết yêu xa với lại này nọ mà. Ok, bye, see you in the next video. Chia sẻ nhiều hơn ha.